Xin chào các em khối 7 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm trước cô đã hướng dẫn các em bài lý 6 định dạng trang tính, lý thuyết bài 7 trình bày và in trang tính. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn em bài thực hành định dạng và in trang tính. Để phần thực hành dễ dàng thì em có thể xem trước hoặc in cái bản hướng dẫn các mục tiêu yêu cầu thiết yếu phải làm như thế nào. Bản này cô đã gửi kèm theo. Nào, chúng ta bắt đầu vào bài học. Em hãy mở sách giáo khoa trang 76, đánh cái bảng điểm vào. Tuy nhiên em chỉ cần đánh 25, sẽ tới số tự 25 thôi. Để phông chữ nào cũng được, miễn là có dấu tiếng Việt. Đây cô chọn Unicode nè. Sai chữ nào cũng được, khuyến khích cỡ 12 chữ lớn cho dễ nhìn. Chỗ số tự cô hướng dẫn nè, ở trong lớp hướng dẫn nè, đánh số 1 tờ, số 2 tờ, chọn khối rê con chuột cái hình chữ thập nhỏ, cầm kéo xuống tới số 25. Đó là nhắc lại, đánh số 1, đánh số 2, chọn khối rê con chuột hình chữ thập nhỏ, cầm kéo xuống tới 25. Họ và tên học sinh: Đinh Vạn Hoàng An. Bạn số 2: Lê Thị Hoài An. Ví dụ như Hoài An mà anh lỡ đánh Hoài Anh cũng được, thôi kệ đi, đừng có sửa tới sửa lui, nó mất thời gian của mình. Điều chủ yếu là mình có dữ liệu xử lý thôi nha. Về điểm, hôm bữa trước cô có hướng dẫn em là điểm thì em nhập thêm hàng dọc nó dễ hơn. Nhiều như 8 mà lỡ đánh 9 thôi kệ luôn, miễn là có con số thôi, để mình dễ xử lý thôi. Không cần chính xác chỗ đó phải là 5 điểm và 5 điểm, 6 điểm cũng không sao hết nha. Có số liệu giữ là xử lý thôi. Rồi, sau khi mình nhập được bảng điểm rồi, bắt đầu nè, điểm trung bình mình tính nè. Trung bình thì sử dụng hàm hay công thức cũng được. Nếu dùng công thức là điểm trung bình sẽ là môn toán cộng lý cộng ngữ văn cộng tin học cộng lại chia cho 4, 4 cột chia 4, thì bạn công thức dùng C4 cộng D4 cộng E4 cộng F4 là điểm toán, điểm lý, ngữ văn, tin học cộng tất cả cộng lại chia cho 4. Đây là dùng công thức. Một công thức khác là hàm sum. Tất cả chia cho 4. Hoặc là mình sẽ dùng cái hàm trung bình là hàm average. Em không hiểu thì có thể mở sách giáo khoa ra xem lại. Hàm average. Quét nguyên khối này, từ toán, lý, ngữ văn, tin học. Nhắc lại, ở đây là dùng gì em? Đây là dùng công thức, dùng hàm, tính một cái rồi rê con chuột hình chữ thập nhỏ, cầm kéo xuống. Em muốn kéo tới đâu? Hoặc là em nhấn đắp lít như cô cũng được nè, tới đây nè, rê chuột nhỏ đắp lít, nó kéo xuống cho mình hết luôn. Toàn bộ này là kiến thức cũ, tới đây là dữ liệu thô mình đã hoàn thành. Bắt đầu mình xử lý kiến thức bài 6 và bài 7. Thay đổi phông chữ. Thay đổi phông chữ, bước 1 là chọn ô hoặc các ô cần thay đổi thành định dạng. Cô chọn là ô A2, có bảng điểm. Phông chữ. Đích chọn đây.
cô thành chữ loại nào? Nhớ phải đồng bộ nha, nãy là Unicode và phông chữ Unicode nha, chứ cô không thể nào cô chọn phông Venice được nha. Rồi, cô đổi nè, theo phông chữ nè. Phông chữ, thay đổi phông chữ, thay đổi cỡ chữ. Bước 1 là chọn ô hoặc các ô cần thay đổi. Chọn ô hoặc các ô nè. Đây là chọn các ô nè. Cỡ chữ là chọn size đây nè. Nếu mà muốn size 13 không có thì đánh vô nè. Bảng điểm nè. Size 12 giờ cô muốn size bao nhiêu nè? 8 nè. Chưa? Thay đổi kiểu chữ. Chỗ này cô cho in đậm nè. Chọn khối nè. Nghiêng nè. Chân nè. Đậm nè. Tùy em thích. Vừa nghiêng vừa gạch chân nè. Rồi chọn màu, chọn màu thì là ba bước. Bước 1 chọn ô hoặc các ô cần dạng nè. Color, phông color em cho màu. Nói lại, chọn ô hoặc các ô nè, phông color nè. Standard color chỉ có 10 màu chuẩn nè. Muốn nhiều màu hơn là more color nè. Ok. Lại chọn ô hoặc các ô nè. Phông color nè. Muốn màu màu đẹp, màu, màu. Lưu ý là đừng chọn màu trắng thì cái nền nó bắt ra màu trắng mình không thấy nó chữ luôn nè. Nên chọn cái màu nó khác một chút, phản màu dễ nhìn hơn. Rồi. Căn lề trong ô tính. Chọn ô hoặc các ô nè. Căn lề đang là đơn giữa số nên nó tự động căn phải nè, muốn căn giữa nè, đích vô. Căn trái nè. Và tùy em quyết định nè. Căn giữa. Rồi, chữ nè. Em thích kiểu nào? Căn phải. Căn lề. Tăng giảm chữ số thập phân. Em thấy cái điểm số này có lúc 7,25, lúc 7,5, nhưng nhìn nó không có đẹp nè. Quét chọn khối nè. Chọn entry nè. Tăng nè, hoặc là giảm vô nè, tùy em quyết nè. Ha. Cần chỉnh lại bằng là điều chỉnh nè, độ rộng cột nè. Hồi đó mình học rồi nè. Màu nền, tô màu nền nè. Chọn ô hoặc các ô tô màu nền nè. Fill color nè. Tương tự như vậy, chọn cái nền, màu nền. Đừng có đi cái màu nền, đi với chữ nó giống giống nhau là tối thui không thấy. Chơi phẳng màu, đẹp hơn. Mệt and center nè. Quét chọn cái A2 nè. Quét cho tới cột G nè. Mệt anh xin chơi, căn giữa nè. Bỏ nè. Căn giữa lại nè. Xem trước khi in. File. Print, review.
em sẽ thấy như nè, bản sao in ra vậy nè. Hoặc chọn preview layout nè. Ở đây sẽ báo cho mình biết mình có mấy trang để in ra nè. Em nhấn đè một tay thì phím control xuống, đè đích con chuột cũng được nữa. Em biết mình có mấy trang nè. Thả ra nè. Đóng lại. Trả lại là no more nè. Kẻ đường biên nè. Quét chọn các ô nè. Bóc thông nè. Chọn kiểu vẽ nè. Hoặc là nè. Quét chọn các ô nè. Chuột phải nè. Format cell nè. Border. Chọn kiểu nè. Cái nào cũng được. Anh thích kiểu nào? Làm tùy ý nha. Format cell. Đây. Đường này. Click chọn. Hoặc Border đây. Chọn. Điều chỉnh các trang. Chọn View. Paybreak Review. Bước 1 là chọn View Paybreak Review. Bước 2 di chuyển con chuột thành dạng mũi tên như thế này. Điều chỉnh. Điều chỉnh các trang. Vì vậy là khi in ra từ cái lề màu xanh trở lên, em chọn lại chế độ bình thường là Normal. Đặt lề và hướng giấy in. Chọn nhiều cách. Cách nhất, chọn File, Print, Page Setup. Nói lại, chọn File, Print, Page Setup. Điều chỉnh. Cách thứ hai là Layout, Page Setup, chỉnh ra. Cũng ra bản này. Page, ở đây em sẽ chọn Portrait là trang giấy đứng, Landscape là trang giấy nằm ngang. Cái nào cũng được. Cái mặt, sau khi điều chỉnh này thì chỉnh mặt Jean. Top, Bottom, Left, Right em có thể điều chỉnh thông số này. Ok. In trang tính thì cũng chọn File, Print. Lúc này em sẽ in thôi. Nếu có máy in nó ra thì in. Hoặc là em nhấn tổ hợp phím Ctrl B cũng in. Sau khi làm xong thì em lưu trữ file Show A. Nhớ lời cô dạy là Show A khác nhau chỗ nào. Bây giờ bản đầu tiên của mình là sẽ là Show A. Em đặt tên chỗ nào cũng được miễn em nhớ nha. Thí dụ như cô tên Thi thì cô số thứ tự của cô sẽ là 26 đi, thì em tên gì đó số tự đó như đó trong lớp em sẽ lưu lại Show. Sau khi làm xong nhớ chụp lại cho cô cái bản này. Chụp sao mà nó có thấy thuộc cái tên của em ở đây. Tên kèm số tự. Con chuột của em để một trong những cái ô điểm trung bình. Và cho đặt được hai trang. Để cô thấy là em đang sử dụng hàm hay là công thức. Không sao hết, muốn sử dụng cái nào được miễn nó đúng thôi. Thứ nhất, chụp thấy luôn cái khung màn hình. Thấy cái tên số tự con chuột để ở điểm trung bình.
điểm trung bình, rồi em phải định dạng hết như thế này, cô nhìn cô biết như thế nào, rồi có bao nhiêu trang chụp cô gửi lại cho cô. Có thắc mắc rồi em nhắn tin trong nhóm, cô sẽ trả lời. Rồi chúc các em học tốt.